Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm cái video để thông báo cho các bạn cái dự án iFact. Trước đây thì mình đã giới thiệu cái dự án iFact này trên cái kênh của mình. Nó có 4 5 vòng iDrop gì đấy, nhưng mà mình hình như là mình theo được 1 2 vòng gì đấy thôi. Đấy, các bạn sẽ check cái dự án iFact. Đây, vòng 4. Hình như là từ cái vòng này. Mình không phải. Đây từ bồng này iFact đây đấy. Tắt là cái này, một là cái này, đúng rồi, 14.000 đây iFact đây. Tiếp theo là cái vòng này nữa, vòng 4 này nữa là 2.400, tức là vòng đầu tiên nó phát 14.000 đấy mọi người ạ. Đấy, tức là mỗi bạn nào mà làm cái vòng đầu tiên là được 14.000 thì cái giá của nó bây giờ nó đang xuống đây, nó list ở trên sàn Hotbit các bạn ạ. Nhưng mà hôm qua mình chẳng biết mà bán đâu, cũng quên ấy. Hôm trước đọc thông tin thì thấy ghi là 12 thì mình lại nhầm là thành 14, nên hôm nay 14 thì mới check. Đấy, như các bạn thấy là hôm qua nó 10 đây này, hôm nay là 12 đây, đúng rồi, hôm 12 là cao điểm nhất đây. Đấy, nó lên được chừng này thôi cũng đã đủ rồi nhỉ, 0,016 nha. Thì hôm nay nó còn có 0,008 à. Ví dụ như thế này mà các bạn có 14.000 phải không? Thế thì các bạn vẫn được 20 đô mà. Trời ạ, có biết đâu mà bán. Bây giờ thì vẫn còn có 0,008 thôi. Mọi người ai mà muốn bán thì các bạn có thể chuyển lên đây để bán các bạn nhé. Thì cái vòng 1 hình như là mình về được hai mấy nghìn đấy. Cả vòng 1 đến vòng 4 hay sao? Các bạn check ở đây này. Vào đây nha. iFact. Đấy, dự án đây à, được 22.000, được 17 đô các bạn nhé. Đấy thì các bạn sẽ ấn vào đây này. Đấy, các bạn thấy cái contract của nó ở đây không? Thì các bạn sẽ copy lại. Và đây nhá, mọi người sẽ ấn vào đây. Các bạn kéo xuống dưới ấy, ở phần ví MetaMask các bạn ấn Add Token này. Dán cái contract vào đây thì nó sẽ tự hiện nhé, các bạn ấn Next và Next. Đấy, như thế là các bạn sẽ có là cái iFact ở đây rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào trong cái phần ví ở trong Hotbit nha. Các bạn ấn login hoặc là đăng ký nhé. Bạn nào mà chưa có thì các bạn đăng ký cho mình nhé. Mình sẽ login vào trong nhé. Tìm 2FA mọi người ạ. Mệt quá. Hotbit 975 723. Rồi các bạn ấn vào phần deposit nha. Các bạn ghi là không. iFact. Đây. Đấy thì các bạn thấy là ở đây có cái address ở đây, các bạn ấn copy. Quay lại đây. Mọi người sẽ ấn kéo xuống dưới có cái iFact ở đây này. Các bạn ấn vào send. Dán cái ví vào đây. Các bạn ấn mark. Thì các bạn thấy là cái phí của nó là 2,68. Ủa. Đắt thế. Phí ơi là phí, thôi chết rồi. Mình không có đủ ETH để làm phí luôn này mọi người. Đấy, có đủ thì nó sẽ hiện ra đây là đủ và các bạn ấn Next là nó gửi thôi nhá. 2,68. Các bạn chờ lúc nào nó phí nó rẻ rẻ một ít thì gửi. Phí cũng đắt đấy. Các bạn ấn gửi đi là được. Về đây thì các bạn sẽ ấn bán thôi nhá mọi người nhá. Vào trong cái ấy của nó bán thôi. Đây. Nó đến bây giờ là còn 22.000. Đấy, được 17 đô. Hoặc là các bạn kéo hẳn lên này. Các bạn ấn sell thôi nhé. Sell xong thì các bạn có thể đổi sang USDT hoặc là XRP hoặc là Tron để các bạn rút cho nó phí nó rẻ các bạn nhé.
Ok, thì mình làm video để thông báo cũng như là chúc mừng các bạn. Nói chung là nếu bạn nào mà theo mình từ đầu mà các bạn nhận được 14.000, 14.000 thì các bạn cũng sẽ có khoảng 10, hơn 10 đô la trên một OCC nhé. Còn nếu bạn nào mà theo được vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4 ấy, là được hơi bị nhiều đấy. 3-40.000 đấy chứ. Tại vì là mình theo được hình như là có một một vòng, vòng 1 thôi hay sao ấy. Thì vòng 4, vòng 3 là không kịp hay sao ấy. Đấy, nó cứ quy định là 500 người rồi 1.000 người ấy, mình không có kịp làm mọi người. Cũng theo dõi nhưng mà không có kịp làm. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Bạn nào mà theo dõi video của mình mà quên hoặc là chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.